người dân hoảng hồn phát hiện một người đang phân hủy trong nhà hoang ở Lạng Sơn. Thai phụ 8 tháng bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy ở Hà Nội. Thôn nữ ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn, làng quê Quảng Bình rúng động. Chính người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển ở Đà Nẵng. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5, người dân xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Làng Sơn bỗng tá hỏa khi bất ngờ phát hiện một người đã tử vong đang phân hủy trong căn nhà bỏ hoang hơn 2 năm. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra xác định nhân thân của người này. Sáng ngày 19 tháng 5, ông Lý Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lợi Bác, Lộc Bình, Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông đang phân hủy trong nhà hoang vào ngày 18 tháng 5. Thông tin ban đầu sáng ngày 18 tháng 5, người dân đi làm nông nghiệp đi qua căn nhà hoang ở thôn Nà Ô, xã Lợi Bác thì phát hiện vụ việc, sau đó người dân đã trình báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân làm rõ sự việc. Xác minh ban đầu nạn nhân là nam giới, khoảng gần 40 tuổi chưa rõ thân nhân. Được biết căn nhà hoang trên của gia đình ông Chu Văn Tiệp đã bỏ hoang hơn 2 năm nay, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Lợi bác là xã vùng 3 của huyện Lộc Bình, địa hình phần nhiều là đồi đất, giao thông đi lại khó khăn. Đồng bào ở xã đa phần là người dân tộc thiểu số tài Nùng, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên an ninh trật tự xã hội khá ổn định, nên việc phát hiện một xác chết trong nhà hoang đã làm nhiều người quan tâm. Ma túy không chỉ là chất kích thích có hại cho cơ thể mà còn là thứ hàng cấm, không được pháp luật cho phép tàn trữ và sử dụng. Về mà tại Hà Nội mới đây, cơ quan công an đã bắt quả tang một người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 nhưng vẫn sử dụng ma túy. Sáng 19 tháng 5, Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án tàn trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Phú Chiến, sinh năm 1984 ở quận Tây Hồ. Ngoài ra, Công an cũng khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với Mai Đức Thuận, sinh năm 1983 ở quận Tây Hồ và Nguyễn Trà My, sinh năm 1992, Lê Thị Khánh Hưng, sinh năm 1991 cùng ở quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5, tại khu vực ngõ 64 phố Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, công an bắt quả tang Nguyễn Phú Chiến cùng chiếc xe máy có nhiều loại ma túy. Ngay sau đó, công an Tây Hồ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chiến ở ngõ 64 đường Tứ Liên. Tại đây, công an tiếp tục phát hiện và bắt giữ ba đối tượng gồm một nam hai nữ là Mai Đức Thuận, Nguyễn Trà My cùng Lê Thị Khánh Hưng đang sử dụng ma túy trong đó một người đang mang thai 8 tháng. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều loại ma túy, cân điện tử và dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng trên khai nhận đã mua ma túy để tổ chức sử dụng tại nhà chiến. Công an phát hiện thu giữ và đã giám định tổng số ma túy trong vụ việc trên gồm 3.215 viên ma túy tổng hợp, 54,78 gram heroin, 38,863 gram ma túy đá, 67,522 gram ma túy ke, 54,411 g MDMA, 4 gói nước vui và 2 cái cống. Những ngày qua, người dân một số làng quê tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình không khỏi thấp thỏm đứng ngồi không yên khi rơi vào bẫy lừa đảo của một người phụ nữ. Bằng hình thức vay mượn cá nhân, nữ quái này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân và bỏ trốn khỏi địa phương không có dấu vết. Sáng 19 tháng 5, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, người đứng sau vụ việc này là thôn nữ Nguyễn Thị Lại, sinh năm 1995, quê xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Nguyễn Thị Lại đã sử dụng hình thức vay mượn cá nhân để huy động một số tiền lớn từ nhiều nạn nhân, chủ yếu tại địa bàn thôn Công Hòa, xã Quảng Trung và thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên và một số địa phương lân cận quanh khu vực thị xã Ba Đồn bằng thủ đoạn lời hứa trả lãi suất cao lại đã dễ dàng thuyết phục được nhiều người giao tiền cho mình trong một thời gian dài tuy nhiên sau khi gom được số tiền lớn ước tính hàng chục tỷ đồng lại đã bỏ trốn khỏi địa phương khiến làng quê nghèo nháo nhát nhiều nạn nhân trong cảnh điêu đứng vì nguy cơ mất tài sản nhiều người dân tại thôn công hòa đang mất ăn mất ngủ và phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa do đã thế chấp tài sản để có tiền cho lại vay chỉ căn cứ bằng giấy vay tiền Họ đang rơi vào cảnh tuyệt vọng vì tin vào lời hứa hẹn của nữ quái này. Chỉ tính riêng một số trường hợp trong làng này đã cho thôn nữ này vay với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra bằng thủ đoạn vay tiền, Nguyễn Thị Lai đã lừa đảo của rất nhiều nạn nhân các vùng lân cận với con số ước tính hàng chục tỷ đồng. Trong đó nhiều người là họ hàng, bạn bè, xóm làng của thôn nữ. Theo người dân địa phương, Nguyễn Thị Lai đã có chồng con và xây dựng một căn nhà khang trang tại thôn Công Hòa, xã Quảng Trung, Chồng Lai đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ nhiều năm trước nhưng chưa về nước. Trước khi bỏ trốn, Lai mở quán bán đồ ăn sáng ở quê nhà. Người dân đồn đoán Nguyễn Thị Lai sau khi rời khỏi địa phương có thể đã bỏ trốn sang Trung Quốc nên việc tìm gặp đối tượng rất khó khăn. Và họ đã tìm nhiều người thân quen Lai hỏi thăm tung tích nhưng không có dấu vết rõ ràng. Các nạn nhân cho biết họ đã gửi đơn tố cáo vụ việc lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Bình để điều tra và truy tìm Nguyễn Thị Lại. Nhưng sau một thời gian vẫn chưa có tiến triển, họ vẫn đang mong chờ sự can thiệp kịp thời và hiệu quả từ phía cơ quan chức năng để có thể lấy lại một phần số tiền đã mất. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra tai nạn đuối nước bên cạnh số nạn nhân đa phần là trẻ nhỏ cũng đã có nhiều trường hợp người trưởng thành bị đuối nước tại các bãi biển lớn mới đây một nhóm thanh thiếu niên đã tắm biển đà nẵng thì bị sóng cuốn trôi khiến hai người tử vong một người hiện đang mất tích tới nay lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân Sáng 19 tháng 5, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết, khu vực bãi biển cuối đường Hội Xuân Hương vừa xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển, làm hai người tử vong và một người mất tích. Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 5, chính thanh thiếu niên cùng nhau đến bãi biển thuộc lối xuống biển cuối đường Hội Xuân Hương, quận ngũ hành sơn tắm nhưng không may bị sóng cuốn trôi ra xa. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ của ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng nhân viên khu du lịch gần đó ứng cứu, đưa được 8 người vào bờ. Tuy nhiên, trong 8 người này thì có hai người đã tử vong là cháu HVT 12 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn và anh TDQ 27 tuổi, tỉnh Quảng Nam. Người mất tích là TVL 24 tuổi, tỉnh Hưng Yên. Hiện địa phương đang phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.